Hello mọi người tại kênh Đánh Công Nhân này. Hôm nay chúng mình sẽ trở lại với cái bản việc sau thời gian nghỉ lễ à. Và có một tin vui là anh em là có một cái lọc này. Đấy, lần đầu tiên là mình nhặt được một cái thương cấp 4 của sinh lực. Lần đầu tiên với game bỏ làm việc đấy nhá, là mình có chỉ một cái thương cấp 4 của sinh lực 2 này. Nói chung là anh em nào thiên vương mà thích cái thương này thì có thể comment ở bên dưới nhé, để mình sẽ tặng. Đây, hoặc anh em nó có đa hùng lực cấp thấp á, cấp 3, cấp 4 gì đó, cấp 2 gì đó được, có thể giao lưu với mình nha, đổi với mình nha. Đấy, cái thứ này trị giá thì trong game thì khoảng tầm 100k thôi, cũng không cao đâu. Anh em nó thích thì gửi comment bên dưới đây. Còn anh em nó thích trên bài 4 thì có thể lên đây này, có thể lên điểm thương đồng tầng 2 nha, cửa gần cửa tầng 3 ở đây. Anh em thích lên trên thì lên trên trung, quái thì cũng đông là chúng trên cũng được. Toàn là rạ không mà. Và tình mình mở treo một chút, mở ra thì thấy cái thứ cũng sinh lực hai. Được cái này thì anh em thiên vương treo cũng được, giữ sức. Làm thêm sạc và phục hồi sinh lực một nữa thì treo chạy máy thôi. Đấy, anh em thích trải nghiệm game thì vào võ việc tập mobi nha, tải game. Đối với iPhone thì iPhone 6s trở lên, còn đối với Android thì phiên bản 3GB trở lên. Lúc mình tải thì mình để một trọng bộ nhớ 5 đến 6GB nha. Còn đối với những anh em chơi mà máy tính bảng thì đang bị cái lỗi là thuộc tính trang bị nhé, mình không thể xem được thuộc tính trang bị đâu. Anh em chỉ có bài có lên ở trên nha, cái cửa trên băng giờ tìm bạn trên được là cực này. Đấy, thấy nhá, một bàn 5x mà bạn trên của mình này, giống có bài 6 thì mình có thể lên được 5 như quang rồi. Đấy, mình thì gặp ai mình mới có tí hình. Anh em nào thích cái thứ này thì comment bên dưới nha, mình sẽ tặng nha. Hoặc nếu có đau một người lực cấp 3, cấp 4 gì đó thì đổi giao lưu cho vui, coi như làm quen anh em cho vui. Đấy, chúng mình muốn cho mình chuẩn bị sẽ làm video săn bò sát thủ nha, anh em chịu nhớ đón chào nha, đón xem nha. Rồi mình kết thúc video đây nha, mình là anh công nhân, nhớ đăng ký kênh giúp mình nha.